một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Dư Hùng Ngày 11 tháng 4 năm 2021 Thưa quý vị, hôm qua ngày 10 Truyền thông dòng chính của Việt Nam như tờ Việt Nam Net Tờ Tuổi Trẻ, tờ Pháp Luật Việt Nam Express vân vân Loan tin về việc ông Đoàn Ngọc Hải Là một người nổi danh làm từ thiện Trong những năm qua Đã yêu cầu lại Tỉnh Quảng Nam và tỉnh An Giang à, Thành phố Châu Đốc trả lại tiền Trả lại tiền à, Tiền à, 106 triệu Tiền Việt Nam đó, để xây nhà cho người nghèo Ông đòi lại tiền đó Và ông đưa lên trên trang nhà Facebook của ông Thì phải nói rằng là rất là nóng trên mạng xã hội Rất là nóng trên mạng xã hội của Việt Nam bây giờ thì có những người cũng gửi hỏi tôi cho anh Hùng có biết gì về vấn đề ông ông Đoàn Ngọc Hải hay không? Anh Hùng nhận định như thế nào? Thưa quý vị, tôi chỉ biết rằng ông Đoàn Ngọc Hải từng là một cán bộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh và ông là người dám nói, dám làm, ông từ bỏ cái chức vụ của ông. Rồi sau đó ông đi làm việc từ thiện, rất là nổi danh. Rồi ông tự lái xe cứu thương để giúp người này người nọ ông nổi danh quá Tôi chỉ biết là một người rất nổi danh nhưng tính khí của ông và những cái gì của ông á, và hoạt động sâu của ông thì tôi không biết nhưng mà các bạn hỏi tôi đó thì tôi nói để tôi xem tôi đọc những cái những bài viết của ông gửi cho thành tỉnh ủy ở tại Quảng Nam và ở tại An Giang như thế nào thì tôi sẽ xin góp ý không thì trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải đó ông viết sáng ngày mùng 10 tháng 4 năm 2000, năm 2021 như sau ông gửi ông là thư gửi thư gửi thứ nhất là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam để biết chỉ đạo và chỉ đạo bí thư tỉnh ủy tỉnh An Giang để biết và chỉ đạo à, ông để trên Facebook Facebook thôi thưa quý vị. Thì tôi tôi nghĩ rằng là chắc ông Đoàn Ngọc Hải từng là một bí thư cao cấp, xin lỗi từng là một cán bộ cao cấp ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên ông mới có những cái ngôn từ nó hơi coi như là cái gì đó nó là các lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam hay là tỉnh An Giang đó là là đồng vai hay gì đó tôi không hiểu. Chứ tôi nghĩ rằng là nếu tôi á, tôi nghĩ rằng là, là nó không có nó không có gì là, là dư từ ngữ. Nếu mà ông Đoàn Ngọc Hải viết cái chữ gì đó, nó có cái sự kính trọng, nó kính trọng là kính trọng chứ không phải là nó là coi thường đây đây. Tôi không dám nói là ông coi thường nhưng mà nó có một cái kính trọng như thế nào đó người ta có cái cảm giác là ông nói ông về hưu nhưng mà ông vẫn giữ được cái sự kính trọng đó đối với các vị đương quyền. Đương quyền đây không phải là quyền lực mãi thôi nhưng mà cái vị trí của họ thì mình nên là theo tôi nha tôi xin mạo muội nói gì nữa. ông Đoàn Ngọc Hải nên nói là Chứ, kính thưa tỉnh ủy tỉnh An Quảng Nam hay là kính thưa gì đó thì tự nhiên cái có cái cảm giác làm những người mà lãnh đạo đó họ biết thì họ chỉ đạo chứ còn đây chỉ kính gửi là gửi thư thư gửi thôi thư gửi vậy. nó hơi trống đối với tôi nó hơi trống rỗng đó là tôi xin góp ý thật nó hơi trống rỗng rồi sau đó thì ông Đoàn Ngọc Hải mới nói là kính gửi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My à, chắc là trực tiếp với cái nơi mà nhận tiền đó cho nên nó mới gọi là kính gửi rồi đến kính gửi chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, không à, như vậy đó là đối với ông Đoàn Ngọc Hải ấy, là những người như ông bí thư của tỉnh Quảng Nam hay là ông bí thư tỉnh An Giang á thì là những người không có trực tiếp liên quan thì ông chỉ là thư gửi còn những người mà có trực tiếp liên quan như chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của hai nơi này đó thì ông là kính gửi nhưng mà theo tôi nghĩ đó, nói tôi thì tôi cũng là kính gửi hết kính gửi thì tự nhiên có cái cảm giác là một sự tôn trọng đồng đều vì cái người trực tiếp chỉ đạo là bí thư tỉnh mà có thể quý vị đánh cái tay cái tay nó đau nhưng mà cái đầu biết liền à nên là một bộ phận theo tôi thì tôi nghĩ rằng là chứ không có gì mà phải tiết kiệm cái chữ kính gợi cho cả hai là hai vị bí thư của tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam và bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Gia, tỉnh Giang. Đó là ý kiến của tôi, thấy không? Tôi nghĩ rằng nó không có thừa. Thì mở ra cái bài viết này là thì ông Đoàn Ngọc Hải ông nói là chất qua trang Facebook của tôi. Các quý vị đều biết và cử cán bộ liên hệ với tôi. Và tôi cũng đã phải liên lạc điện thoại trực tiếp với cán bộ hai địa phương Châu Đốc và Nam Trà My. Sau đó, các quý vị cho tôi số tài khoản và đã nhận 106 triệu đồng. Tính tròn sổ. Để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo. Tôi đã chuyển khoản cho đơn vị của các quý vị vào ngày 2 tháng 3 năm 2021 sau nhiều lần tôi nài nỉ xin số tài khoản đơn vị của quý vị. Hôm nay đã là một tháng 8 ngày kể từ ngày các quý vị nhận được tiền và sau nhiều lần tôi viết bài viết cảnh báo. Mỗi bài viết cảnh báo tôi đều công khai số điện thoại và yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà vì tôi thường xuyên lái xe cứu thương nên không thể nghe máy điện thoại. Mùa mưa sắp đến và nhắc các quý vị việc khẩn trương xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo trước mùa mưa sắp tới gần để đồng bào nghèo được sung sướng và tôi cũng yêu cầu các quý vị báo cho tôi biết tình hình xây nhà, tình thương qua tin nhắn để tôi báo cáo người dân Huế và Hà Nội nhằm thể hiện tính công khai minh bạch và rõ ràng. À, đó là nguyên văn uh, trên Facebook của ông uh, Đoàn Ngọc Hải. Thì uh, thứ nhất là qua trang Facebook của tôi. Ông Đoàn Ngọc Hải ông uh, có thể ông là một người nổi danh nhiều người theo dõi nhưng có nhiều người cũng chưa chắc là họ họ có kết bạn được với ông và biết cái facebook của ông nên là tôi nghĩ rằng là cái này là ông hơi chủ quan tôi nói thiệt tại vì những cái này á, đôi lúc á, mình làm việc thì mình phải có cái sự đồng thuận với những người mà mình yểm trợ còn nếu mà mình chỉ nói là qua trang facebook á, thì tôi nói thiệt với quý vị cũng chưa chắc là nhà có những quý vị theo dõi cũng chưa chắc những vị lãnh đạo đó theo dõi đâu. À, rồi à, 106 triệu để xây nhà tình thương mà mới được có coi như 38 ngày, 38 ngày thì ông Hải ông nói rằng là cho ông không có được cái sự báo cáo thì ý như là ông là nhà tài trợ thì ông phải được coi giống như là lãnh đạo của các lãnh đạo. Cái này cũng là một cái hơi khó cho những người mà nhận cái số tiền xây cất nhà tình thương đó. Vì nhà tình thương đó thì theo tôi nghĩ cho các đồng bào bào nghèo quá là là do Ủy ban mặt trận tổ quốc của những địa phương đó họ lo, họ lo đó thì họ đặt theo cái kế hoạch nơi nào nghèo, nơi nào là cận nghèo, nơi nào là gì đó, thì họ phải sắp xếp có cái lịch trình. Tôi không biết là ông Đoàn Ngọc Hải đã có cuộc họp có cái lịch trình đó với họ hay chưa. Nên mà ông nếu là ông Đoàn Ngọc Hải tôi biết ông là là có lòng thiện tâm rồi là là chắc chắn rồi đó. Nhưng mà lòng thành của mình mình yểm trợ xong thì coi như là mình lãnh đạo của những người lãnh đạo thì nó cũng không được, thưa quý vị. Nên ông nói rằng là ông ông muốn được cái sự báo cáo đó. Ông viết bài cảnh báo rồi mới có 38 ngày làm sao mà xây xong được cái nhà tình thương ngay lập tức được. Rồi ông nói rằng là vì ông không bắt điện thoại thì nhiều khi người ta gọi điện thoại thì tôi hiểu rằng là ông mắc phải lái xe cứu thương nên ông không nghe điện thoại. Thì cái này ông đặt tình trạng cho những người ở trong ủy ban trong mặt trận tổ quốc ở địa phương họ rất là kẹt kẹt lắm chứ quý vị vì uh, tôi theo tôi nghĩ thôi nha đây là theo tôi nghĩ ủy mặt trận tổ quốc địa phương đó họ không phải là làm việc một cá nhân mà khi nhận được tiền đó thì uh, họ phải bàn thảo với nhau đưa đến cái sự đồng thuận nên giúp ai nên không giúp ai vân vân và vân vân đó mới là chuyện chính đáng còn lòng của ông đoàn ngọc hải ở đây thưa quý vị là rất là tốt rõ ràng rồi chỉ là cái cách điều hành ông đoàn ngọc hải chắc có lẽ là trước là một lãnh đạo của của thành phố hồ chí minh cho nên là cái cách ứng xử của ông là cái cách ứng xử làm để giống như là chỉ đạo hết tất cả trong khi đó là các tỉnh họ cũng có những cái cái sự tự trọng của họ nếu mà chỉ đạo kiểu này đó thì tôi nghĩ rằng là các tỉnh và các ủy ban mặt trận tổ quốc địa phương họ rất là ngại ngại lắm thưa quý vị tôi đây là cái góc nhìn riêng của tôi tôi nhìn thấy là như vậy ngại lắm cho nên tôi cũng thành thật kính mong ông Đoàn Ngọc Hải nên điều chỉnh nó nhẹ nhàng như thế nào thứ nhất ông từng là lãnh đạo thì ông cũng hiểu rằng là nếu mà nói không khéo thì cái người lãnh đạo họ cảm thấy bị sốc thì ông nên nói nhẹ thí dụ như kính gửi chủ tịch kính gửi bí thư tỉnh Quảng Nam, kính gửi bí thư tỉnh An Giang, vân vân. Thì tự nhiên người ta nghe mắc ruột rồi thứ hai nó là tôi xin thưa tôi gửi một cái số tiền đó rồi nhưng mà không thấy có cái sự trả lời, tôi không biết nó như thế nào, xin cho tôi biết nó làm sao, vân vân và vân vân. Thì tự nhiên người ta cảm thấy mắc ruột hơn, còn đây ông nói nó thẳng thừng mà nó có giống như là một sự chỉ đạo mà trong khi đó cái thực tế ông không còn là cái người chỉ đạo nữa, ông chỉ là một người một nhà hảo tâm thì bây giờ cái vai trò của một nhà hảo tâm nó lấn sang cái vai trò của người chỉ đạo luôn thì làm cho các nơi đó họ rất là e ngại đó là đọc trên facebook của ông thôi đó thì tôi cũng đã thấy rằng nó có cái sự lấn cấn đó rồi tôi cũng xin chia sẻ thật sự và kính mong tôi rất kính mong ông đoàn ngọc hải nếu ông nghe được cái chương trình này thì ông Tôi, tôi biết rằng là chương trình này chả là cái gì hết chắc ông không nghe nhưng mà nếu ai đó có chuyển lời lại với ông á nó nói là ông hoàng duy hùng kính mong ông đồng ngọc hải là nhận cái lời góp ý chân thành đó là khi viết cho các vị lãnh đạo đương nhiệm thì nên nhẹ nhàng từ ngữ thí dụ như kính gửi chủ tịch hay là bí thư tỉnh quảng nam hoặc là kính gửi chủ tịch mặt trận tổ quốc này nọ đó tôi có gửi vô một số tài khoản nhưng chưa có nhận được sự tương trình rõ ràng và minh bạch thì tôi xin quý vị cho tôi biết còn không thì tôi xin đòi lại cái số tiền đó thí dụ như vậy thì họ không có ngại họ rất là, họ bớt đi cái ứng xử tại vì tên tuổi của ông đoàn ngọc hải quá lớn cả nước đều kính trọng mà nên là nếu ông đoàn ngọc hải nói nhẹ nhàng thì những nơi khác họ cảm thấy dễ dàng làm việc hơn còn không họ bị cái bóng cái tên tuổi của ông đoàn ngọc hải nó đè lên nó làm việc rất là khó một nhà hảo tâm nó đang lấn sân sang cái cái vấn đề mà lãnh đạo của các địa phương không bởi vậy cho nên hình như là ở tại ở tại tỉnh Quảng Nam á, thì họ có có một người đó là bà Huệ. Bà Huệ đã gọi điện thoại cho ông Hải rồi. À, nhưng mà nói là bà huệ có có nói rằng là bà không biết cái số tiền mà ông hải ủng hộ nó là cụ thể là hỗ trợ xây cho nhà nào cho ai cho mấy căn hộ cho bao nhiêu người cho nên rất là khó xử tại vì ông đoàn ngọc hải chỉ giao một số tiền 106 triệu đó trong mặt trận tổ quốc rồi không nói rõ cho nên họ rất là khó xử cái chuyện đó rồi cho nên đó là họ mới đưa vào cái nguồn tức là bà Huệ bà nói là vì vậy cho nên họ đưa vào cái nguồn quỹ chung để hỗ trợ sửa chữa làm nhà cho dân. À, chứ nếu mà ông Huệ mà ông 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 Đoàn Ngọc Hải mà đã nói rõ ràng á, thì họ dễ dàng làm việc rồi đó là theo lời giải thích của bà Huệ à, thưa quý vị bà Huệ đã liên lạc được với, với bà, bà Nguyễn Thị Huệ là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ở tại huyện Nam Trà My đã, đã chia sẻ như vậy. Và bà có nói chuyện với ông Hải thì ông Hải nói rằng là là ông Hải đã nghe thì ông Hải mới hiểu rằng như thì ông mới nói rằng là ông muốn là xây hai hộ xây hai hộ thì theo bà Nguyễn Thị Huệ chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở tại huyện Nam Trà My đó nói rằng là qua nhắn tin ông Hải muốn hướng hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà với tổng số tiền là 120 triệu đồng 120 triệu đồng như vậy đó thì nếu mà hai căn thì rằng là 240 triệu thì ông Hải như vậy ông còn mới xây tức là nếu mà một một hộ thì là ông Hải thiếu 14 triệu, hai căn là thành 28 triệu thì ông Hải nói ông đồng ý ông sẽ ông sẽ hợp tác, ông tham mưu để giúp cho huyện chọn thêm hai hỗ trợ để làm nhà. Như vậy thưa quý vị thì chính ông Đoàn Ngọc Hải cũng thấy rằng là cái việc mà ông đóng góp cái sự hảo tâm của ông nó không có đi vào chi tiết cụ thể nên mới có cái sự lấn cấn đó thì bây giờ đó là ông hiểu rằng là có cái sự lấn cấn đó thì ông nói là à bây giờ ông muốn hai căn hộ hai căn hộ thành là 120 triệu mỗi căn như là 60 triệu thì nếu mà là hai căn hộ như vậy đó thì ông nói từ đầu thì chắc có lẽ là mặt trận tổ quốc của Nam Trà My cũng đã dễ dàng giải quyết rồi Thì bây giờ họ nói là họ sẽ làm theo ý của ông Đoàn Ngọc Hải Còn hình như là bên phía của thành phố Châu Đốc á, Tỉnh An Giang cũng đã trả lời đó là họ Họ sẽ họ trả lại cái số tiền 106 triệu đó cho ông Đoàn Ngọc Hải Là vì đó họ, họ khó cái cách mà yêu cầu của ông Hải Họ làm việc không kịp mới 38 ngày họ làm không được thấy không? Thế thì theo Theo bà Thủy đó Là người làm ở trong Thành phố Châu Đốc đó, Là phó văn phòng Thành ủy thành phố Châu Đốc nói đó, Là Đã tặng cho Thành phố Châu Đốc Cất nhà cho hộ nghèo Theo bà Thủy Thì cái số tiền đó chuyển tiền đến tên là Đỗ Thị Tiên. Bà Thủy nói rằng là có lẽ anh Hải là muốn cất nhà liền cho hộ nghèo. Nhưng chúng tôi không thực hiện được. Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo, chỉ còn một số hộ cận nghèo, khó khăn. Do vậy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc có bàn bạc tính đưa số tiền này chung vào việc tặng quà cho hộ khó khăn chứ không thể cất nhà liền thì hồi nãy tôi có nói rồi đó là việc mà cất nhà đó nó cũng cần có sự bàn bạc thì đây thì theo bà thủy thì có cái sự bàn bạc là có nhưng ở tại thành phố châu đốc cái hộ nghèo thì không còn chỉ có hộ cận nghèo nên là thí dụ như sửa sang tặng tiền sửa sang này nọ đó thì họ quyết định theo kiểu đó nhưng mà vì quyết định theo kiểu đó đó nên họ không có cất được cái căn nhà tình thương theo như yêu cầu của ông Đoàn Ngọc Hải thì họ nói rằng là họ trả lại cái số tiền 106 triệu Việt Nam đó cho ông Đoàn Ngọc Hải. Thưa quý vị, đây cũng là một bài học chung. Đó là các nhà hảo tâm khi muốn làm việc với chính quyền địa phương hoặc với mặt trận tổ quốc thì cũng nên là một là mình nói là tôi xin gửi hết mặt trận tổ quốc giải quyết làm sao đó là quyền của mặt trận tổ quốc thì đỡ cái sự lân cấn. Hai, và tin tưởng vào mặt trận tổ quốc đó, mà mình muốn có một cái gì đó đặc biệt thì mình nói, à tôi xin gửi vào mặt trận tổ quốc nhưng mà tôi muốn có những cái này a b c d e f nó rõ ràng thí dụ như tôi muốn có hai căn hộ thì nó là tôi muốn xây hai căn hộ tình thương mỗi một căn hộ như vậy đó tôi không còn biết ở trong thành phố đó có người nghèo hay không nghèo mà tôi muốn có hai căn hộ và tôi muốn xây trong vòng bao nhiêu ngày thì nó rất rõ thì nó đỡ đi những cái tình trạng lấn cấn, hiểu lầm lẫn nhau nên tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm của ông Đoàn Ngọc Hải đối với hai ủy ban mặt trận tổ quốc ở địa phương tỉnh Nam Trạm xin lỗi tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trạm My và tỉnh An Giang thành phố Châu Đốc à, nên là đó là những cái sự ngộ nhận nhưng mà rất rõ ràng lòng hảo tâm, sự tốt của ông Đoàn Ngọc Hải ai cũng ghi nhận hết chỉ là một cái sự lấn cấn cái cách làm việc thôi thưa quý vị cách làm việc của ông đoàn ngọc hải có tư cách cái tính cách của một người lãnh đạo nó quen rồi người lãnh đạo cho nên là chỉ bước từ một nhà hảo tâm nhiều khi là nói theo cái kiểu lãnh đạo thì nó có những cái sự lấn cấn đó đó là thông tin và góc nhìn của tôi tôi biết cái đề tài này khá thế nhị nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng tôi nói cả cái thành lòng thành của tôi mong ông đoàn ngọc hải à, biết được và nghe được và tiếp thu ý kiến xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau